cờ đỏ sao vàng. Vui Lé đã trở lại, Chun Li cũng trở lại luôn. Vâng, chúng ta đang đến cái sân nhà của Đá Xin. Rất nhiều được gọi là cô dâu 8 tuổi đứng đằng sau. Và khóa phụ nhí các kiểu đứng đầy đủ đằng sau rồi, có mặt rất đầy đủ. Hai bên đang trao đổi chiêu thức nhưng mà tạm thời Vui Lé đang hợi thế hơn rất là nhiều. Vui Lé giữ khoảng cách thì đừng hỏi rồi. Chun Li thì đang phải cố gắng rất là sử dụng tất cả những thứ mình có để mà giữ khoảng cách thôi. À, để mà áp sát thôi. Đẩy đối phương góc. Tốt lắm. Vật. Hay lắm. Như tôi vẫn hay nói, vẫn hay ca tụng thì thực sự là Lâm giữ khỏi cổ trong góc thì tuyệt vời. Nhưng mà vô tình anh đã bị đẩy ngược lại góc rồi. Thú, rất tốt. Cả hai đều còn V-Trigger. Vâng, quả nhiên Vui Lé đã sử dụng V-Trigger. Chun Li đã tìm cách để bật V-Trigger nhưng mà... À không, anh đã xài mất rồi. Anh xài V-Soul để sống rồi. Ây là tuyệt vời. Thêm chắp. Vâng, anh Lâm đã ăn cười mà đã cười một câu rất là lạnh lùng. Thêm chắp đấy. Vâng, pha frame trap rất khó đoán đấy đã mang chiến thắng cho anh Lâm. Tuyệt vời, áp sát. Hay lắm, tôi tưởng combo mà hóa ra anh lại đáp vào vật. Và khó đoán với như anh vậy. Đẩy được đối phương vào góc rồi. Giữ đối phương trong góc, tuyệt vời. Rất khó chịu. Chúng ta thể để ý anh Lâm luôn luôn đứng ở cái vị trí dưới cái cột. Được gọi là cột đếm thời gian. Giữ khoảng cách cực kỳ tuyệt vời, lại vào góc rồi. Hậu đã khó thở. Hậu ở trong góc là hơi bế tắc. Thực ra là anh còn đi PX, tại sao không doài? Không. Nhưng mà đối với anh Lâm thì anh Lâm cũng hay, anh Lâm là con người không phải trẻ con nên đi thì bệnh cũng không chắc là có cái phương án tốt. Ở ngồi trong góc thôi mà chúng ta đã thấy Hậu bị cướp đi một lượng máu cực kỳ tổng lỡ, gần như là bế tắc trong đấy luôn. À vâng, anh Hải Đỗ đã có một bình luận. Mãi mà có một trận đấu khác kinh với cả PS, với cả kinh. Vâng, lần này thì là xôi với S kinh rồi chứ không còn là kinh với kinh nữa. Vâng, chào bạn Đặng Tuấn. Game này thì bạn có thể tải ở trên Skip Row hay là ở bất kỳ những cái trang nào, bởi vì game này thì nó cũng ra được một thời gian rồi. Còn nếu như bạn muốn chơi online hay là với các cái đấu thủ khác ở trên thế giới thì bạn có thể là mua trên Steam. Giá của nó thì cũng rẻ hơn và nó cũng đang giảm giá đấy. Quay lại với game thì lần này Vui Lé đang giữ khoảng cách rất là tốt, tạm thời là cướp đi một lượng máu khá lớn của Chun Li rồi. Đang hồi máu, ăn miếng trả miếng, cứ chơi hit liên tục thôi. Chưa có cái gì là đột phá cả, Lâm quật ở địa phương ngã. Anh cứ chậm rãi đi, tiến lùi rồi cứ đấm đá thôi. Cứ tiến lùi đấm đá thế mà lượng máu cướp đi là cũng khá là lớn rồi đấy. Vui Lé đã bất lực và phải bật cho mình đi thích rồi. Thôi xong, một ôm trượt. Rất đáng tiếc là combo trượt nhưng mà không sao, phát trượt đã lấy lại, đã mang chiến thắng cho anh. Một round dành cho Lâm. Và vì Hậu Chip là người chiến thắng từ dưới loser lên nên anh sẽ phải thắng một lần để rồi có thể để thắng tiếp được một lần tiếp theo, tức là phải có đúng rồi, sẽ phải thắng kèo BO5 nữa, thắng tiếp kèo BO5 nữa, rất là khổ cho Hậu. Còn Lâm thì thoải mái hơn, anh chỉ cần thắng một kèo BO5 là anh thắng luôn, không cần biết. Vâng, quả như anh Hậu nói, xôi lần này mạnh quá. Cái này thì em công nhận với anh, xôi lần này thì rất là mạnh rồi, khỏi phải nói. Anh sau một thời gian 3 season liền anh bỏ thời gian ra để bán xôi là lần này anh cũng có nhiều tiền của rồi, anh cũng không cần phải tập trung vào bán nữa, anh có nhiều thời gian để tập hơn, anh cũng mạnh hơn rất nhiều. Vâng, combo rất là tốt, anti rất là tốt. Đây rồi, ơi rất là đáng tiếc không có gọi là cross counter mà thôi không sao, tạm bản phát thế là cũng được rồi. Universal đẩy đối phương ra ngoài, hai bên máu ngang nhau rồi, một sai lầm thôi là sẽ thua. Ui dồi ôi, có sai lầm mạnh thế không thua mà thôi, này thì thua đi. Một round dành cho Vui Lé. Lâm Thồn vẫn đang lợi thế mình là một game. Anh vẫn rất thoải mái, anh đang áp sát luôn, lăn xả luôn. Hai bên lại đang cò kè rồi, cứ chơi hit thôi. Vâng, anh Lâm đang tìm cách cứ đấm đá nhẹ nhàng thôi để đẩy đối phương vào góc. Nhưng mà có vẻ như Hậu Chip lần này đánh cẩn thận hơn, không để vào góc nữa rồi. Anh lần này là cứ trừng phạt rất tốt những lần anh Lâm lỗi. Hai lần vật. Lần này đẩy đối phương vào góc rồi. Hậu đã bắt đầu từ từ bình tĩnh tiến ra ngoài. EX Sonic rất tốt. Ra giữa sân độ. Electric kích cực kỳ hay. Không. Rất tốt. Combo. Ôi lần này Link cả CA rồi. Anh Lâm rất quyết tâm thắng ở cái round này. Vâng. Liên tục. Liên hoàn đá. Múa. Không. Ấy à.
setup rất hay nhưng mà vẫn không thành công. Hậu không phải trẻ con để dừng từ đấy. Rất tốt. Lượng máu cấu là rất lớn. Vâng, liên tục rồi, bắn như Tiểu Liên rồi. Setup rất hay. Máu còn... ôi rồi, một life bun. Rất tiếc cho Huy Lé, Huy Lé vẫn còn một cái CA. Anh đã mở đường để đến CA nhưng mà không thành công. Hơi tiếc. 2-0. Lần này anh Lâm quả thật đang lột xác. Anh mạnh hơn hẳn so với giải lần trước. Tiếp chúng nhanh, rất nhanh chóng chúng ta đến với game thứ 3 thôi. Và lần này ôi dồi, làm sạc thế. Anh Lâm vừa vào đã nhảy luôn rồi. Chả sợ gói, gọi là đây DP thế nào cả. Đấy rồi, trả đòn rất tốt. Xoay bậy là dính ngay combo. Chưa gì đấm đá xuông thì thôi mà cũng đã một lượng máu lớn rồi. Tạm thời chưa có combo gì từ phía Chun-Li mà cứ đấm đá. Đây rồi, combo rất là đẹp mắt luôn. Choáng luôn, tha hồ mà múa. Múa rất thoải mái, cực kỳ thoải mái. Lượng máu cực kỳ lớn. Rất khó thở. Sao, quả này là ra ôm cửa sổ rồi. Rất khổ. Anh Lâm cực kỳ thoải mái. Bây giờ anh đang cực kỳ thoải mái rồi. Anh hai game lại còn hơn hẳn một rao rồi. Hậu chip bây giờ lại còn hơn cả một bình chiên nữa. Quá là khó thở. Còn Vui Lé thì bây giờ phải bình tĩnh hơn. Anh không giữ được khoảng cách thì sẽ khó thở lắm đấy. Tạm thời là mình để ý là ở ván đấu này là Hậu đang đánh để thở không khá là nhiều. Không còn được gọi là ADP top như hôm nay nữa. Anh em bình tĩnh hơn và chú ý phía trên hơn. Như tôi vừa nói. Đây rồi, Lâm đang giữ đối phương ở trong góc. Khá là khó thở. Vào đấy rồi. Quất. Rất tốt. V trigger. Hay lắm. Hay lắm. Nửa cây máu của Julie rồi. Thôi xong rồi, thật là đáng tiếc. Lại còn cả V trigger rồi. Rất đẹp mắt. Hoa mỹ vô cùng. Hoa mỹ vô cùng. Quá tuyệt vời. Vô địch giải lần này thuộc về anh Lâm. Xin chúc mừng anh Lâm. Vâng, quả nhiên có tiền vào thì nó cũng lên cả my game luôn. Quá là tuyệt vời. Vâng.